Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi lắng nghe một câu chuyện rất là thú vị, có câu tên là ai quan trọng hơn nhé. Who is more important? Đó là tên tiếng Anh của câu chuyện đấy các bạn ạ. Đây là chuyện song ngữ nha, các bạn sẽ lắng nghe mình đọc thành tiếng Việt nhé. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu chủ được bố mẹ cho đến nhà ông bà ngoại chơi. Trước khi đi thì cậu vẫn còn điều khiển cái ô tô chở khách mà cậu thích. Vì thế khi cậu đi rồi mới xảy ra một cuộc tranh cãi giữa các loại phương tiện giao thông, xem là ai quan trọng hơn. Ô tô chở khách vênh mặt nói: tôi quan trọng nhất vì tôi chở được nhiều người. Tôi đi xa cũng được, đi gần cũng được. Tôi chạy lại nhanh chứ không chậm như các cậu xe đạp. Tàu thủy cãi: tôi còn chơi được nhiều người hơn cả bạn. Tôi còn có cả những căn phòng nhỏ để hành khách thấy thoải mái như ở nhà. Đường của chúng tôi thì rộng lớn, thoáng mát hơn, không sợ bị tắc nên mọi người không bị hít gió như xe của bạn. Máy bay thì bĩu môi dè bỉu: ô tô, tàu thủy đã nhanh bằng tôi chưa mà cứ đòi tranh cãi. Này nhé, 7 giờ sáng tôi còn ở Hà Nội, vậy mà đến 9 giờ tôi đã ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Còn các bạn phải chạy ít nhất cũng mất 2 ngày. Xe máy có vẻ điềm tĩnh hơn. Ừ, các bạn cũng nhanh và chở được nhiều thật đấy. Nhưng tôi mới là phương tiện mà mọi người cần nhiều nhất. Ông bà chủ ngày nào cũng cần tôi để đi làm. Còn các bạn chẳng mấy khi được ông bà chủ dùng đến. Xe đạp từ nãy giờ vẫn im lặng, tôi mình trong một góc, bây giờ mới lên tiếng. Tôi tuy chậm thật đấy, nhưng tôi lại giúp cho mọi người luyện tập thể dục thể thao để có được một sức khỏe tốt. Còn các bạn chỉ làm cho mọi người lười biếng đi mà thôi. Cả bọn tranh cãi với nhau xong, lại ngẫm nghĩ, ai cũng nói đúng cả. Thôi, để cậu chủ phân giải. Nhưng máy bay cho rằng cậu chủ thích xe ô tô, ông chủ thì hay dùng xe đạp luyện tập buổi sáng nên sẽ không công bằng. Thế là chúng quyết định chọn bà chủ, vì bà chủ là cô giáo, vừa hiểu biết nhiều lại rất là công bằng. Đến chiều, bà chủ về kéo lại nhờ bà phân giải. Nghe xong, bà chủ nói: loại phương tiện nào thì cũng quan trọng như nhau thôi. Và chúng ta cần phải thực hiện đúng theo luật an toàn giao thông thì mới an toàn được. Bây giờ cả bọn mới ô lên sung sướng, vậy mà chúng mình cứ mất thời giờ tranh cãi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video câu chuyện lần sau các bạn nhé.